Vâng, em xin chào toàn thể anh em là hội bẫy cò nhá. Để em giới thiệu để cho anh em quay cho anh em xem này. Cò này. Đó, cắm. Nhìn anh em à. Đấy, cắm lại, cắm lại. Dính, đây nhá. Đấy nhá. Đấy nhá. Dính vào đây anh em này. Đấy. Hình thức đánh cò coi như rất là đơn giản thôi anh em ạ, chỉ cần một con mồi vỉ thế thôi là con phi xuống ngay, con đến coi là con dính ngay đây anh em này. Nhìn này, đây là sản phẩm của sáng ngày hôm nay nhá anh em nhé. Đây này, em quay cho anh em xem này, sáng ngày hôm nay này, đây này. Đấy, sản phẩm của em sáng ngày hôm nay là coi như 20 con cò rồi đấy. Đấy anh em ạ, đánh rất là bình thường thôi. À, đây, đây rồi. Đánh chỉ có mỗi cái bờ này thôi. Còn là vảy cái vẫn là coi cò xuống ngay. Đấy anh em nào có nhu cầu mua keo bên em nhé, keo nan cáp quang nhá, em sẽ phục vụ cho các bác nhá. Đã rơi xuống là dính luôn. Đây, hiện tại này coi như em xem cho các bác này, đây này, nó rất là dính luôn. Riêng cò nó rơi vào phát là này, đấy, là dính ngay. Đấy, coi là sơn cho các bác để ngụy trang cho các bác luôn đây này, anh em. Đấy anh em là cứ nhu cầu của coi là đặt là keo với ý bên em nhé, em sẽ cung cấp cho các bác luôn nhá. Đấy em lại quay tí, em quay cho các bác xem phà coi con cò xuống. Nó đã xuống rồi chỉ có chết, nhưng không có thể thoát được. Báo cho các bác nhá là em ở Hải Phòng đấy nhau các bác nhá. Hiện tại Hải Phòng giờ là chim nó di cư rất là nhiều, cò di cư rất là nhiều luôn. Đấy anh em ạ. Đây đây anh em thấy chưa? Đây là cò đây này. Đấy. Con nào cứ lao xuống là chỉ có chết thôi các bác ạ. Đấy. Riêng con này cò thì cứ lao xuống thôi. Ra cái phát là chỉ cần mỗi một con mồi và vảy thôi, mà một con mấy cái hai con bố trí hai con mồi mồi đứng thôi, xuống là chỉ có chết. Vâng, em chào toàn thể các bác nhá, hẹn các bác video tiếp theo nhá.